Thưa quý vị và các bạn, để làm tốt nhiệm vụ quản lý đảng viên ở ngoài nước, không chỉ dựa vào mạng lưới các cấp ủy ở ngoài nước mà rất cần sự hợp tác của các cơ quan ban ngành trung ương và 63 tỉnh ủy, thành ủy. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh như thế tại hội nghị tổng kết thực hiện quy định số 228 năm 2014 của Ban Bí thư diễn ra vào sáng nay bằng hình thức trực tuyến từ trung ương tới 63 tỉnh thành trong cả nước. Các ý kiến tham luận tại hội nghị nhất trí cao với báo cáo kết quả tổng kết 8 năm thực hiện quy định số 228, nhất trí với các phương hướng lớn và đề xuất sửa đổi được đề cập trong dự thảo quy định mới thay thế quy định 228. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao ý kiến đóng góp của lãnh đạo các ban bộ ngành, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương đối với dự thảo sửa đổi bổ sung quy định 228 của Ban Bí thư. Các ý kiến đã cụ thể hóa nội dung về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động.